tiếp tục hành trình từ thiện giúp đỡ các cháu nhỏ không may bị mắc các khuyết tật, dị tật bẩm sinh ở các tỉnh miền núi phía Bắc mà Sonali đồng hành cùng quỹ Helping Việt Nam Children vừa thực hiện vào tháng 5 vừa rồi. Chúng tôi đã giúp đỡ khám cho khoảng hơn 300 cháu để sàng lọc ra những cháu có những khuyết tật, dị tật bẩm sinh có thể mổ và giúp các cháu chữa lành những khuyết tật, dị tật bẩm sinh của mình. Thì tới tháng 7 này sẽ có 92 cháu được mổ miễn phí tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn. Và ngày hôm nay thì Ly cùng với các nhân sự của Sonali, chúng tôi sẽ chuẩn bị 92 phần quà, mỗi phần quà là 700.000 đồng, là chi phí giúp đỡ các cháu trong khoảng thời gian mà nằm viện điều trị. Và hy vọng rằng là món quà nhỏ này của Sonali sẽ giúp các cháu mau chóng phục hồi lại sức khỏe. Helping Việt Nam Children là một tổ chức từ thiện đã hoạt động được trên 15 năm và đã giúp đỡ khám chữa bệnh, mổ miễn phí cho rất là nhiều các cháu nhỏ mà không may bị mắc các khuyết tật dị tật bẩm sinh ở các tỉnh miền núi phía Bắc. Các cháu thì thường là hoàn cảnh gia đình khó khăn, từ khi sinh ra thì đã không may bị mắc những khuyết tật dị tật rồi và gia đình các cháu thì cũng không có đủ điều kiện để mà điều trị, chữa trị cho các cháu. Bởi vậy cho nên là nếu như mà những khuyết tật ví dụ như là bị dính chân, dính tay này, rồi bị hở hàm ếch này, cong vẹo, xương chân, đi lại khó khăn này, những cái khuyết tật này mà không được chữa kịp thời khi các cháu còn nhỏ thì sau này tương lai của các cháu khi mà lớn lên sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều. Và Ly thật sự là cảm thấy mình rất là may mắn khi có cơ duyên biết được đến tổ chức Helping Việt Nam Children và được đồng hành cùng tổ chức để góp một phần sức nhỏ của mình vào giúp các cháu có một tương lai tươi sáng và khỏe mạnh hơn. Nào Nhi, cháu cảm xúc như thế nào, cháu cảm thấy như nào khi mà tham gia vào chương trình này? Thì lần đầu tiên thì cháu đã không có thời gian để tham gia chương trình này cùng với mọi người được. Thì cháu cũng có xem hình ảnh mọi người tham gia từ thiện. Thì cháu cảm thấy là rất là thương cho hoàn cảnh của các em nhỏ khi mà các em đã không được may mắn mà mắc phải những khuyết tật bẩm sinh như vậy. Thì lớn lên sẽ ảnh hưởng đến tương lai và cuộc sống hàng ngày của các em nhỏ. Nên là lần này cháu rất là vui khi đã được cùng Sonali tham gia vào chuyến đi từ thiện tiếp theo này. Và cháu mong là chương trình sẽ được lan tỏa đến nhiều người và mọi người sẽ biết nhiều hơn để có thể giúp đỡ thêm được rất nhiều em nhỏ có hoàn cảnh tương tự khác. Mặt hồ trong veo, mong chân sẽ cứng và đã luôn bền trên mỗi con đường.